Dạ trước Vân Sơn xin chào các cụ, sau xin chào các bạn cũ ba niên, xin chào tất cả người hiền, chào cô má lúng đồng tiền có duyên. Chào các bạn lắm tiền nhiều bạc, chào những kẻ đói khạc ra cho, cầu cho muôn họ ấm no, lời chào đã dứt, tròn tràng pháo tay. Dạ cảm ơn quý vị. Dạ kính thưa quý vị, quý vị đã từng thưởng thức qua tiếng hát vượt không gian, vượt thời gian của nữ ca sĩ Thái Thanh, đã từng đam mê qua tiếng hát của Thái Hiền, Thái Thảo, từng nóng bỏng qua tiếng hát của Thái Tài và từng bị ru ngủ qua tiếng hát của Thái Châu, thì không thể nào bỏ qua tiếng hát ngày hôm nay được. Xin giới thiệu đến quý vị tiếng hát của nam ca sĩ Thái Giám. Thái Giám thân ái kính chào quý vị. Quỷ sứ nhìn người ta thấy ghét. Trời đất ơi, cái này là chắc tên thái giám cuối cùng của vua Bảo Đại còn sót lại nè. Dây chứ gì nữa, tầm bậy tầm bạ, không thấy anh vui giỡn chơi với anh á. Chứ làm gì lấy tên kỳ cục vậy? Trời ơi, đâu phải thái giám đâu. Không phải hả? Anh biết sao tôi lấy tên này không? Sao lấy tên này vậy? Tại vì tôi thấy ai lót cái chữ Thái cũng nổi tiếng hết trơn hết trọi á. Mà mấy cái tên đẹp người ta đặt hết trơn rồi Mà tôi muốn cho muôn đời người ta nhớ tôi chỉ có lấy chữ giám là dễ nhớ nhất. Thái giám ai cũng nhớ hết trơn. Thôi được rồi, bây giờ anh lấy cái tên ngon lành như rồi đó. Giờ ra đây là gặp đông đủ bà con cô bác nè, anh biết làm gì không, làm thử một hai cái coi chơi. Tôi nói anh phải nói dốc anh nha. Cái lương hồ quản hát bội tân nhạc cổ nhạc gì đó hả, tôi biết hết trơn á. Biết hết trơn á. Trời ơi, một đoàn nghệ thuật tổng hợp nằm trong bụng tôi nè. Trời ơi, ngon lành quá vậy. Bây giờ đâu làm thử cái coi chơi coi. Bây giờ anh muốn nghe không, hồi nãy giờ anh nghe ca nhạc đã rồi gì. Bây giờ tôi sẽ ngâm thơ cho anh nghe. Ngâm thơ? Trời ơi, mấy bà ngâm củ kiệu không bằng tôi đâu. Trời, tôi ngâm còn chua hơn nữa. Cái này mới nghe, cái này mới nghe. Đâu làm thử cái coi. Bây giờ anh nghe ngang, tôi sẽ ngâm bài thơ tả nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Tả về nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam mình phải không? Rồi, bây giờ chuẩn bị nghe ngang. Giọng ngâm vàng đó. Tóc em dài, tự nhiên đưa ngâm ngon lạnh bóp họng tôi. Trời đất ơi, dài gì dài dữ vậy. Trời ơi, tả mái tóc dài tả vậy nó mới tha thước. Dài quá đụng đất rồi, lên bóp bắt đầu nghe tốn tiền mua xà bông lắm. Bây giờ tôi nói nghe, bây giờ bắt đầu anh nghe nè, nghe chưa. Tóc em dài, em đi trong nắng, tóc em ngắn, em đi trong mưa. Ôi hay quá, hay quá. Tóc em lửa thưa, em đi trong gió, tóc em hồng có, em đi vô chùa. Ngâm hay cũng la, ngâm dở cũng la làm sao không? Không mà, nói tả sắc đẹp người con gái Việt Nam gì đâu mà tóc không mà tóc đã hồi tập lóc đi vô chùa luôn mà. Trời ơi, kỳ quá không được đâu, nhà tôi ngâm cho anh nghe nè. Biết không? Trời ơi, tả nhan sắc người con gái Việt Nam đâu có đơn giản là cái mái tóc không, còn có gương mặt, có nụ cười trong đó nữa. Vậy hả? Giờ nói không tin làm tin nè. Nè, bắt đầu nghe nè. Tóc em dài, em cài hoa thơm ngát ngơ, miệng em cười tát quát tới mang tai. Trời ơi! Tóc em bay bay khi đi trong gió, miệng em cười có cái răng chó dễ thương. Trời ơi, trời. Chắc tôi quýnh anh cái chắc anh gãy hết trơn răng quá. Tại vì cái dần nó vậy á. Dần cái gì kỳ cục à. Ai biết gì đâu. Tôi nói cho anh nghe bây giờ. Tôi nói nghe nè. Thôi bỏ bao vụ ngâm thơ qua bên đi, trở về cái nghề chính của tôi đi. Cái gì? Nghề ca hát. Anh biết ca không? Biết à. Biết không? Trời ơi, nãy tôi giới thiệu anh mà nguyên đoàn nghệ thuật tập hợp bụng à. Nhưng mà rành không? Nhạc rành không? Nhạc tôi thuộc hết trơn. Thuộc hết trơn phải không? Không có bài nào không thuộc. Rồi bây giờ hát bình thường không hay nữa. Bây giờ hát một liên khúc bằng liên khúc chỉ định. Chỉ định là sao? Có nghĩa là thí dụ tôi hát cái bài gì không? Tôi chỉ anh thí dụ cái đèn chẳng hạn. Anh hát bài gì cũng được miễn có cái đèn trong đó thôi. Cái đèn. Rồi anh chỉ lại tôi. Anh chỉ cái ghế, tôi hát bài gì cũng được miễn có cái ghế trong đó thôi. Dám chơi không? Hay ạ. Mà hơi khó. Nhưng mà thôi lỡ chơi luôn đi. Nhưng mà đâu có dễ dàng vậy. Sao vậy? Không chỉ đồ vật đó, mà chỉ toàn là những cái bộ phận trong cơ thể anh thôi. Trời ơi. Dám không, dám không? Thôi chơi luôn đi, thử cái coi. Rồi thử không? Bắt đầu nghe không? Rồi. Giờ tôi chấp anh đố trước đó. Đố trước không? Cái đầu. Cái gì? Cái
cái đầu cái đầu hả? Ăn đi. Tôi với nàng hai đứa nguyện yêu nhau, chưa có đầu ta thiết từ đây cho đến ngày trọc đầu. Có cái đầu hả? Bây giờ tới anh này, giờ tới anh. Cái mình. Dễ nghe hát nè. Chờ lại chuyện hai chúng mình. Đầu ơi. Khi anh với em vừa biết yêu nhau, tình yêu cùng mình. Không phải một mình mà hai mình lận. Giờ tới anh nè. Cái gì? Em ngồi. Cái gì? Cái tay. Cái tay hả? Cái tay khác đi. Cái tay đâu con ơi, về con ơi. Có rồi. Cho đến ngày mai, dù mưa hay nắng, mưa nắng là chưa có mai, lòng ta vẫn thắng mà đôi chúng ta xây dựng đời này. Bằng tay đâu? Chuẩn bị nè, ta có cái bàn tay. có bàn tay phải không? Tới anh. Bây giờ bắt đầu tới anh nha. Tới tôi. cái chân. Cái chân hả? Cái chân. Tôi nhớ bài này rồi, nghe hát nè. Lùa nắng cho vào buồn tóc em. Có lý không có tóc. Bàn tay xanh xao non yêu phiền. Lặp lại cái tay không có chân. Ngày xưa sao nắng thu không vàng, để nắng đi vào trong mắt em. Ê, có mắt chứ chưa có tay có chân à. Em qua công viên bước chân âm thầm. Có cái chân đó. Tới anh nè. Cái gì? Cái răng hả? Cái răng. Có rồi. Này cô bé có chiếc răng hiền à, sao chừa một cái không chịu nhổ đi chứ để làm chi. Có răng. Bây giờ tới anh hả? Anh đố tôi cái răng, bây giờ tôi đố anh hả? Họng ra coi. Cái lưỡi. Giang anh, bà gì có cái lưỡi? Không có cái lưỡi thua. Trời ơi, có cái lưỡi thua hả? Về, văn về. Cái lưỡi. Có rồi. Tôi xin người. Không phải, làm lại. Tôi xin đừng thương dùm phần tôi, xin đừng thương hại người ơi vì tôi nhớ phấn son cuộc đời. Phấn son chưa có lưỡi. Tôi xin đừng đưa đón vui cười, xin đừng đón đã gọi mời vì tôi tình chót lưỡi đầu môi. Có lưỡi rồi. Tới anh nè. Tới tôi cái gì? Long. Cái gì? Long. Long gì? Long mày, long mi, long mũi rồi đó. Trời đất ơi, đôi gì mà ông vậy trời ơi. Long, nghĩ tụi mày à. Long. Hát đi. Về con ơi. Long về con ơi. Hát đi. Thà như giọt mưa khô trên mặt em, thà như giọt mưa khô trên mặt duyên, để ta nghe thoáng tiên mưa vội đến. Nhưng giọt run run ước ngọn lòng măng. Có lòng măng. Bây giờ bắt đầu tới anh. Cái râu. Trời ơi, râu. Có rồi. Giáp sĩ chào nghiêng thuốc gườm người sang, trước cung son ra mắt ngọc hoàng. Chưa có râu. Hân hoan ngài vuốt râu cười, đi đâu mà lạc lối lên trời. Có râu rồi linh ơi. Hay quá hay trời đó. Tôi chết nè. Thua rồi. Chứ mấy gì có khó đâu. Cái gì? Có rồi. Cái lưng. Cái gì? Cái lưng. Cái lưng hát đi. Có. Mình có ba người vừa đứng nét đôi mười, nhưng chiều mây cái lưng đồi tầm mắt nhướng xa khơi. Có cái lưng đồi. Giang ơi, lưng đồi chứ phải lưng anh nè. Lưng đồi miễn sao có chữ lưng thôi anh. Giang quá vậy. Hồi nãy anh không giao à. Bây giờ tới anh à. Tôi hả? Tới anh quay vòng coi. Có rồi, cái này gần cái lưng à. Cái mông. Cái mông. Giang anh không có bài nào có cái mông nha. Không có mông thua. Giang tôi không? Cái mông. Người lướt mây trời vào kiếp sống không chung, với một kẻ đi tìm vào sông nước mênh mông. Có mông rồi. Cái đó chơi Giang không chơi à. Sao ông Giang? Tự nhiên cái mênh mông anh đưa cái mông vô không chịu à. Ai mới hồi nãy anh đưa nguyên cái lưng đồi vô làm chi. Thôi chơi với anh vậy chứ. Bây giờ mấy cái loại nhạc này hát không hay nữa. Bây giờ tôi anh hát cái loại nhạc mà thịnh hành nhất nước Mỹ giờ đi. Thịnh hành nhất là nhạc gì vậy? Nhạc rap á.
Rap là lấy bài này khúc bài kia khúc rap vô hả? Phải, nhạc rap có nghĩa là nhạc rap của Mỹ Đen nó giật như nè. Vậy dám, thôi chơi luôn đi, dám. Bắt đầu hát không? Rồi. Vô. Are you ready, Wylin? Yeah, ready, Vincent. Okay, we just do three lines short. You're right. Yeah. Yeah. Woo! Xin chúc các nữ lưu, dù cho trong túi có mấy xu, đàn ông vẫn cứ theo như ruồi bu. Còn dân xin chúc các ông, tình yêu như các biển đông, gần nhau hôm trước hôm sau là giông. Hey! Từ nay xin chúc mừng quý bác, vợ đẹp con ngoan hướng dài dài, ngày đêm xả láng bạc bài, tiền chồng có sẵn không xài để chi xa. Còn dân xin chúc mừng quý bác, vợ đẹp con ngoan hưởng dài dài, ngày đêm xả láng bạc bài, thì chồng có sẵn chẳng xài để chi. Chia các cậu nhớ lo đi học, kẻo có ngày móc bọc sinh nhai, tương lai đói rất dài dài, bài 52 lá đếm hoài không xong. Phần các bà có chồng hãy quảng đại, ra thứ chồng nếu lo dạy đi đêm, chồng mà có lấy vợ thêm thì mình hãnh diện gì lên chức bà. Hey! Hoài Linh xin chúc các nữ lưu, dù cho trong túi có mấy xu, đàn ông dân cứ theo như ruồi bu. Còn dân xin chúc các ông, tình yêu như các biển đông, gần nhau hôm trước hôm sau là giông. Thời ta xin tứ tứ